Xin chào mọi người đã đến với kênh Hoàng Sơn. Hiện tại là tôi đang đứng trong nhà nuôi tằm sắn và tằm đã chuẩn bị chín lác đác. Đây, hôm nay tôi ra nhặt tằm cho giúp vợ đây. Các bạn thấy nhiều tằm chưa? Đây, giới thiệu với mọi người nhé. Đây, như con này là chuẩn bị chín này. Đó. Còn là con này vẫn còn chưa chín, chắc phải ngày mai. Ngày mai các bạn. Các bạn thấy nhiều chưa? Chỗ này nếu mà nhặt tất là nó rơi vào 5-60 cân ạ. Bây giờ mới lại là quá trình là chín bói, chưa chín rộng. Đây, như con này là chín này đây. Đó, các bạn nhìn kỹ chưa? Để tôi đưa cho các bạn đi xem lượt. Đây nha, rất là nhiều. Đây, con này chín này bạn, con này chín này, đó. Vì mấy hôm nay thời tiết nó mưa nên nó chậm chín. Cái vòng đời sinh trưởng của nó là 18 ngày. Nếu mà thời tiết mà nó nắng đều ấy là nó chỉ tầm 15-16 ngày thôi các bạn ạ. Nói chung là nhà lông chỉ có biết trồng lúa, trồng cây và nuôi con tầm con gà phục vụ cho bà con nhân dân. Chín này chắc nhặt có được đến 5-6 cân không? Tầm này ngày mai nó mới chín rộ rồi các bạn. Hôm nay nó lại chín lát tác. Một vài con đây. Thỉnh thoảng có con mà. Để xem trong sâu có được nhiều chưa? Đợi cận cảnh cho mọi người xem nhá. Tằm đã chín đấy. Nó cứ bò lúc nhúc trông như con sâu ấy, mọi người hãi vậy thôi nhưng mà ăn rất là ngon đấy. Nhà hàng khách sạn là người ta thường mua con này về người ta chiên giòn cho khách họ ăn đấy. Đây. Con này mới là đặc sản không thuốc sâu. Mà bây giờ người ta ăn con này mới là thức ăn sạch đây này, không có thuốc sâu này, không hóa chất này, không chất bảo quản này. Ăn người ta mang về là tươi sống luôn, người ta chế biến luôn đấy. Rất nhiều nhá.
Với con chín và lại tiếp tục cho ăn để ngày mai chín nhặt tiếp. Bây giờ là đã đến giờ chiều, tàu bắt đầu chín rộ đây các bạn ơi. Bao giờ chị vào? À, nó chín nó bò lên trên tường nha. À, những con chín là nó bò lên tường để chuẩn bị đi quấn kén đấy. À, nhặt nó bỏ hết cả ra đường. Đấy, con chín là bắt đầu nó bỏ đi vậy. Mày xem cái cuộc gọi nữa hôm qua chiều qua cái mạnh nơi để tao gọi cho bà kia đi. Mẹ nó đang đánh nhau mà chết đấy. Đây nó chín nó giòn hết là góc rồi. Cứ chỗ tối nó giòn. Đây những con chín này bắt gom ở đây để thương lái họ mua. Đó. Đấy nha, chín đỏ đây. Đấy. Đây những con chín này bạn. Ui giời, nó leo được kia rồi. Bà Vòng là bà Vân đấy. Bà Vân vọng ngoài kia kìa. Bà Vân rõ này rỡ mà. Thank you.
đấy trong nhà bạn trong ngay bây giờ nó cũng trong khe là răng đầy lấy hết hai vòng tại bà đang đỡ rồi thôi giờ bạn vẫn đặt ăn mà cứ lấy hai vòng lại đã bảo bạn cứ lấy đi không lấy trả to giờ đang đổi quần mặt bụng nó xanh như chị ơi, cứ ngửa bụng nó này xanh thì bắt lại. Dạ nhưng mà nhạc con này tối đi nữa ba là sáng hơn được. Vâng, bây giờ là tầm đã gặt gần xong, tôi xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và hãy like, đăng ký kênh để giúp mình có động lực làm thêm những video án tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Xin chào nhé. Bye bye.